Chúng ta là những vụ phun trào kinh hoàng đến mức làm rung chuyển trái đất. Chúng đã làm thay đổi lịch sử hành tinh chúng ta. Khí hậu sụp đổ, sự hỗn loạn độc hại, tuyệt chủng hàng loạt. Tệ hơn cả một tiểu hành tinh sát thủ hay chiến tranh hạt nhân. Chúng là những siêu núi lửa có sức hủy diệt mạnh nhất trên trái đất. Bắc Mỹ, thời điểm là 640.000 năm trước, rất lâu trước khi con người đặt chân đến lục địa này, giữa một trong những dự án xây dựng núi vĩ đại của thiên nhiên, dãy núi Rockies, những cột khói khổng lồ bắt đầu bốc lên cao vào bầu khí quyển. Và chẳng bao lâu sau, một làn khói mù mịt bao trùm toàn bộ địa cầu. Một lớp tro dày bao phủ miền Tây nước Mỹ. Các nhà địa chất đã truy tìm sự kiện này đến một vùng trũng ở vùng đất được gọi là miệng núi lửa, ở trung tâm công viên quốc gia Yellowstone ở Wyoming. Họ mạo hiểm đến Yellowstone để chiêm ngưỡng cảnh tượng hơi nước và bùn sôi ở đây. Xung quanh, năng lượng nhiệt tỏa ra dưới chân giống như nồi áp suất đang xả hơi nước. Nhiệt thoát ra trong một loạt các vạt dầu đang cháy ở Mỹ, lỗ thông hơi và suối nước nóng, giống như Grand Primatis nổi tiếng. Ở đây, nước siêu nóng bốc lên từ sâu dưới lòng đất, sau đó nguội đi và chìm xuống theo một chu kỳ liên tục. Các mạch nước phun được cung cấp năng lượng bởi nước sôi di chuyển lên qua các kênh hẹp trong đá. Khi áp suất tăng lên đủ lớn, hơi nước và nước thoát ra thành các tia có thể bắn vọt lên không trung. Dọc theo sông Yellowstone, sức nóng bốc lên từ bên dưới đã làm mềm những tảng đá bên dưới đến mức nước thoát ra do tan chảy nhanh chóng vào cuối kỷ băng hà cuối cùng có thể tạo ra một trong những hẻm núi sông ngoạn mục nhất trên thế giới. Những người đặt chân đến Yellowstone có thể không bao giờ ngờ rằng họ đang ở trên đỉnh một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới. Lần cuối cùng trỗi dậy, nó đã thổi bay khoảng 1.000 km khối đất đá, tro bụi và bồ hóng vào khí quyển. Thật khó để tưởng tượng được quy mô của vụ phun trào đó. So sánh nó với trải nghiệm gần đây, năm 1980, núi lửa St. Helens chỉ phun ra 2,79 km khối tro bụi, chưa đến 3/10% lượng tro mà Yellowstone thải ra. Năm 1991, núi Pinatubo ở Philippines đã thải ra 10 km khối vật chất cùng với 20 triệu tấn lưu huỳnh dioxide. Một ngọn núi lửa có kích thước gấp đôi kích thước đó đã phun trào trên đảo Krakatoa của Indonesia vào năm 1883. Nó giải phóng sức mạnh tương đương 10.000 quả bom ở Hiroshima và sóng thần khiến 36.000 người thương vong. Cùng năm đó, họa sĩ người Na Uy, Evert Mundt, đã vẽ bức The Scream, với cảnh hoàng hôn có lẽ được lấy cảm hứng từ tác động của khói từ Krakatoa. Ông viết, những đám mây như máu và lưỡi lửa treo phía trên vịnh hẹp màu xanh đen và thành phố. Đây là Anak Krakatoa, hay đứa con của Krakatoa, một hòn đảo đã trỗi dậy trong nhiều năm kể từ đó. Đó là một hình nón khiêm tốn nhưng ngang ngược, có thể sẽ được xây dựng lại thành một hình nón lớn khác vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Tiêu chuẩn hiện đại được thiết lập bởi vụ phun trào Tambora, lớn hơn Krakatoa 8 lần vào năm 1815. Sau đó năm 1816 được gọi là năm không có mùa hè. Mùa màng thất bát và gia súc chết ở phần lớn bắc bán cầu dẫn đến nạn đói tồi tệ nhất thế kỷ 19. Công chúng từ lâu đã nhận thức được mối nguy hiểm của một ngọn núi lửa phun trào, vụ nổ, dung nham và các dòng chảy mảnh vỡ, như những hình ảnh được kịch tính hóa trong bộ phim Dante's Peak. Kỷ lục về các ngọn núi lửa gần đây, từ Tambora đến Pinatubo, đã bổ sung thêm một mối nguy hiểm toàn cầu. Trong những hình ảnh này được các phi hành gia trên tàu con thoi chụp lại, bạn có thể thấy đám mây lưu huỳnh bao phủ trái đất sau khi Pinatubo phun trào. Nó đã chặn đủ ánh sáng mặt trời để khiến nhiệt độ toàn cầu giảm khoảng nửa độ C. Núi Pinatubo phun trào vào thời điểm các nhà khoa học bắt đầu sử dụng máy tính công suất cao để mô hình hóa phản ứng của khí hậu trái đất trước những biến đổi quy mô lớn. Dựa trên thành công của họ trong việc mô hình hóa sự lưu thông của các hạt bụi từ Pinatubo, một nhóm đã tìm cách khám phá hậu quả của một loại vụ phun trào khác, chiến tranh hạt nhân cục bộ. Họ tập trung vào Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia đang tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Thí nghiệm giả định có 100 quả bom cỡ Hiroshima. Sức nóng dữ dội của các thành phố đang cháy đã khiến hơn 5 triệu tấn khói bốc lên tầng bình lưu. Vì không có mưa ở độ cao đó nên các hạt bồ hóng vẫn còn tồn tại trong nhiều năm.
Chúng hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời hơn nhiều so với các hạt axit sulfuric sáng hơn do núi lửa phát ra. Kết quả là theo nghiên cứu, nhiệt độ toàn cầu giảm 1,2 độ C, tương đương với năm không có mùa hè sau Tambora. Điều đó đã rút ngắn mùa sinh trưởng tiếp theo từ 10 đến 30 ngày, dẫn đến mất mùa trên diện rộng. Cuối cùng sau 2-3 năm, khói bắt đầu tan và khí hậu dần hồi phục. Như những tác động đó bị hạn chế bởi những gì sẽ xảy ra sau một siêu núi lửa. Hãy lấy vụ phun trào lớn cuối cùng của Yellowstone cách đây 640.000 năm làm ví dụ. Các nhà khoa học tại Viện Max Planck ở Đức đã sử dụng một tập hợp các mô hình máy tính để nghiên cứu tác động của nó đối với khí hậu trái đất. Vụ phun trào ảo trong nghiên cứu tạo ra một đám mây tro và bụi khổng lồ bị cuốn theo những cơn gió thịnh hành ở độ cao lớn. Trong vòng một tháng, đám mây đã lan rộng ra phần lớn bán cầu Bắc. Quá trình mô phỏng theo dõi những hậu quả đau đớn. Bức xạ mặt trời ở bề mặt trái đất giảm dần theo một mô hình không đồng đều. Điểm tối nhất xảy ra vào khoảng 18 tháng sau vụ phun trào, với vĩ độ trung bình của Bắc Mỹ và châu Âu đang trải qua sự sụt giảm mạnh lượng ánh sáng mặt trời. Nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, chạm mức thấp nhất vào tháng thứ 18. Ở một số nơi, nhiệt độ giảm trung bình 10 độ C. Điều đó dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của băng biển ở Bắc Cực. Nhiều băng biển hơn có nghĩa là trái đất phản chiếu nhiều năng lượng mặt trời hơn vào không gian. Với nhiệt độ bề mặt mát hơn, lượng mưa giảm và các vùng đại dương cũng như đất liền giữ lại nhiều carbon dioxide hơn. Tất cả những yếu tố này đều dẫn đến sự suy giảm năng suất sinh học. Với nguồn cung cấp thực phẩm chỉ kéo dài vài tuần hoặc vài ngày ở một số vùng, dân số loài người sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng. Từ mức giảm mạnh ban đầu, nhiệt độ trung bình toàn cầu phục hồi dần dần, đạt đến mức trước khi phun trào chỉ sau 2 thập kỷ. Nghiên cứu cho thấy những thay đổi về tỷ lệ carbon được hấp thụ và thải trở lại vào không khí, thậm chí còn kéo dài hơn 2 thế kỷ. Mặc dù vụ phun trào ở Yellowstone rất mạnh, nhưng nó vẫn không thể sánh với những siêu núi lửa kinh hoàng nhất trong lịch sử. Đây là Toba, một hồ núi lớn trên đảo Sumatra của Indonesia. Đó là miệng núi lửa bị bỏ lại sau vụ siêu phun trào cách đây 74.000 năm. Điều khiến Toba trở nên đáng sợ là quy mô thật sự của vụ phun trào. Trong 14 ngày khủng khiếp, Toba đã thổi bay 2.800 km khối vật liệu vào không khí, gần gấp 3 lần Yellowstone. Hậu quả nghiệt ngã của nó là một thảm họa toàn cầu, bao gồm một đợt rét đậm toàn cầu và hạn hán dai dẳng. Một giả thuyết cho rằng Toba đã đưa loài người đến bờ vực tuyệt chủng. Nhưng điều gì đã gây ra thảm họa ở quy mô này? Câu trả lời đưa chúng ta quay trở lại thời điểm mặt trời ra đời, cách đây khoảng 5 tỷ năm. Nó bắt đầu từ một vòng xoáy các mảnh vụn có thể được kết hợp lại với nhau bởi sóng xung kích từ một vụ nổ sao. Giữa sự hỗn loạn của hệ mặt trời sơ khai, lực hấp dẫn đã hút các khối đá, bụi và khí lại với nhau. Một hành tinh trẻ rực lửa được hình thành, lúc đầu còn nóng chảy. Hàng triệu năm trôi qua, bề mặt trái đất dần dần nguội đi nhưng bên trong vẫn nóng. Thêm vào đó, nhiệt lượng được tạo ra sâu bên trong hành tinh do sự phân rã phóng xạ của uranium, thorium và potassium. Cho đến ngày nay, năng lượng nhiệt vẫn liên tục tăng lên từ bên trong trái đất như một lời cảnh báo đáng sợ về những ngọn lửa đang bùng cháy bên trong nó. Nhiệt truyền lên bề mặt thông qua một vùng rộng lớn ở giữa gọi là lớp phủ. Nó đâm xuyên qua nơi vỏ trái đất mỏng nhất, ở giữa đại dương. Điều đó khiến cho các mảng kiến tạo khổng lồ dọc theo bề mặt hành tinh bị đẩy ra xa nhau, thường khiến dung nham tràn ngập đáy đại dương. Những mảnh đại dương này va chạm với các mảnh lục địa dày hơn. Điều đó đẩy chúng xuống lòng đất, cùng với thành phần bí mật của núi lửa, chính là nước. Một số loại đá khi trộn với nước sẽ tan chảy dễ dàng hơn. Chúng tạo thành một hồ chứa magma sâu dưới lòng đất. Khi nhiều magma xâm nhập vào bể chứa, áp suất sẽ tăng lên. Điều đó đẩy magma lên bề mặt và núi lửa phun trào. Một siêu núi lửa như Toba hay Yellowstone bắt đầu với một bể chứa magma lớn hơn nhiều. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng nó càng lớn thì magma càng nổi lên giữa các lớp vỏ rắn bao quanh nó. Theo thời gian, hồ chứa nước này sẽ bị đẩy lên cao hơn địa hình phía trên nó. Đá phía trên magma bắt đầu vỡ ra, các kênh hoạch đê được hình thành để giải phóng dòng magma đang dâng lên. Núi lửa không phun trào mà chỉ phát nổ. Đất sụp xuống dung nham, giúp đẩy nó lên và tràn ra ngoài. Các đặc điểm nhiệt ở Yellowstone có quy mô nhỏ
nhưng chúng cũng được cung cấp năng lượng bởi một máy vò magma khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Bằng cách theo dõi mô hình sóng địa chấn từ các trận động đất nhỏ, các nhà khoa học đã có thể lần theo nguồn gốc của nó. 1 km bên dưới, nước mặt xâm nhập và các lớp đá nóng. Sau đó bắn trở lại bề mặt trong các suối nước nóng và mạch nước phun. Sâu hơn nữa, ở độ sâu 10 km, họ đã xác định được thượng nguồn của một hồ chứa magma khổng lồ. Nó rộng hơn 100 km và sâu 400 km. Các nhà khoa học hiện nay tin rằng đó một phần là kết quả của việc mạn thái bình dương chìm xuống bên dưới Bắc Mỹ, một phần là sản phẩm của điểm nóng. Nó tương tự như một cột magma sâu cung cấp nhiên liệu cho núi lửa ở Hawaii. Trong 16 triệu năm qua, khi lục địa Bắc Mỹ di chuyển từng cm một qua điểm nóng Yellowstone, ngọn núi lửa đã nhiều lần thức dậy. Lần tiếp theo, nó thải ra 5.000 km khối vật chất vào khí quyển, gần gấp đôi so với Toba. Người ta biết rằng Toba đã phun trào ít nhất 3 lần trong 1 triệu năm qua. Có những dấu hiệu cho thấy nó đang chuẩn bị cho một điều khác. Một số phần của miệng núi lửa, bao gồm một hòn đảo lớn ở giữa tên là Samosir, đã dâng lên do buồng magma được nạp lại. Các nhà khoa học Indonesia gần đây báo cáo rằng họ đã phát hiện ra sự hiện diện của nó, bắt đầu ở độ sâu từ 20 đến 100 km. Núi lửa hiện không hoạt động, nhưng nó nằm ở một trong những khu vực có hoạt động địa chất mạnh nhất trên thế giới, bao gồm đất gãy Sumatra gần đó và đới hút chìm Sumatra. Khu vực này được biết đến với những trận động đất lớn và một chuỗi núi lửa, bao gồm Krakatoa và Tambora. Nếu Toba phun trào trở lại, nó vẫn không thể so sánh được với những vụ phun trào lớn nhất trên trái đất. Quay ngược đồng hồ địa chất về thời điểm khoảng 65 triệu năm trước, một tiểu hành tinh khổng lồ đâm sầm vào trái đất. Nó tàn phá khí hậu và có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long. Vụ va chạm này xảy ra trùng hợp với một thảm họa khác, đó là thời điểm các lục địa ngày nay đang hình thành. Dãy núi Himalaya bắt đầu nhô lên và Ấn Độ vẫn chưa đâm vào châu Á. Ở miền trung Ấn Độ, một trong những cấu trúc núi lửa lớn nhất trên trái đất đã xuất hiện. Từ cái gọi là Deccan Traps, trái đất đã trút hết ruột gan theo đúng nghĩa đen. Trong khoảng thời gian có lẽ kéo dài 30.000 năm, 500.000 km khối dung nham đã tràn vào Ấn Độ. Vụ phun trào Deccan Traps lớn hơn khoảng 500 lần so với vụ phun trào Yellowstone gần đây nhất. Một sự kiện thậm chí còn lớn hơn, có sức tàn phá lớn hơn đã xảy ra vào khoảng 235 triệu năm trước ở vùng lãnh thổ nước Nga ngày nay. Vào thời điểm đó, tất cả các khối đất trên trái đất được nối với nhau thành một siêu lục địa được gọi là Pangi. Trong thời kỳ được gọi là kỷ Permi, động vật lưỡng cư và bò sát thời kỳ đầu phát triển mạnh mẽ. Côn trùng ở khắp mọi nơi, cây dương sĩ vốn thống trị trong nhiều thời đại đã bắt đầu nhường chỗ cho cây lá kim và cây cọ. Trong các đại dương, giữa những rạn san hô rực rỡ, các loài động vật không xương sống và cá sinh sống ở vùng nước mở. Sau đó, trong chớp mắt địa chất, mọi chuyện đã kết thúc. Trong khoảng thời gian kéo dài tới 10 triệu năm, vô số vụ phun trào nhỏ đã tạo ra dung nham nhiều gấp vài ngàn lần so với Yellowstone, trải rộng trên một khu vực có diện tích bằng Tây Âu. Những gì nó mang lại không phải là mùa đông núi lửa, mà là địa ngục trần gian. Bầu không khí trở nên ngột ngạt vì carbon dioxide và khí metan. Trái đất thải ra những chất độc chết người, trong đó có hàm lượng thủy ngân cao. Nhiệt độ trên khắp thế giới tăng vọt, các đại dương bị axit hóa, nước của chúng cạn kiệt oxy. Vào thời điểm nó kết thúc, có tới 70% tất cả các loài trên đất liền và 90% các loài sinh vật biển đã bị xóa sổ. Các hệ sinh thái trên khắp hành tinh sụp đổ trong cái mà các nhà khoa học gọi là Great Dying. Và đó thậm chí còn chưa phải là vụ phun trào núi lửa lớn nhất trong lịch sử trái đất. Hiện tại, vinh dự đó thuộc về vụ phun trào dưới đáy biển bắt đầu từ 125.000 năm trước, tạo ra một cao nguyên dày 30 km có tên là Ontong Chava. Nó giải phóng khoảng 100 triệu km khối magma. Các nhà khoa học tin rằng các vụ phun trào lớn như Ontong Chava hay Siberian Traps xảy ra khi các vùng magma rộng lớn, được gọi là Las Guinness Province, đẩy lên bề mặt. Trái đất có hàng tá cái như vậy, chúng trải rộng khắp các lục địa và đại dương. Rất may, những khu vực này rất hiếm khi phun trào trong lịch sử trái đất. Các vụ phun trào siêu cấp ở quy mô như Yellowstone và Toba có liên quan đến sự chuyển động của các lớp vỏ trái đất, xảy ra thường xuyên hơn, có lẽ cứ khoảng 100.000 năm một lần.
Bởi vì có rất ít thông tin về nguyên nhân gây ra chúng, nên chúng ta không thể biết được lần tiếp theo sẽ xảy ra khi nào và ở đâu. Liệu chúng ta đã sắp chạm trán sự thịnh nộ tiếp theo chưa? Các nhà khoa học tại Yellowstone đang theo dõi những dấu hiệu ban đầu. Động đất, nhiệt độ tăng cao, sự chuyển động không ngừng nghỉ của một hành tinh đang chịu áp lực. Một ngày nào đó, ở đâu đó, trái đất sẽ một lần nữa trút cơn thịnh nộ. Khi điều đó xảy ra, chúng ta có thể chắc chắn rằng nó sẽ thay đổi thế giới của chúng ta mãi mãi.